Nếu có Phật, tại sao người tốt không được hạnh phúc, còn người xấu không bị trừng trị? Nhiều người tin vào Phật, họ tin rằng sẽ có luật nhân quả trên thế gian này. Nhưng một số lại không tin vào điều đó và cho đấy là mê tín. Họ lý giải, nếu như có Phật thì tại sao những người tốt không được hạnh phúc, còn người xấu lại không bị trừng trị? Vậy Phật là gì và có thật ở trên đời này không? Chúng ta được dạy rằng Phật nghĩa là giác ngộ. Đức Phật là người đã giác ngộ được chân lý của cuộc đời, đã trải qua hết thảy các kiếp nạn của thế gian, đã hiểu đủ các nỗi thống khổ của con người. Ở trên chùa, người ta thường được nghe cả một câu chuyện dài về cuộc đời của người trước khi trở thành Đức Phật, như chúng ta vẫn gọi. Nhưng để tin và hiểu được điều đó thì có lẽ vẫn là một chặng đường dài sống và khám phá sự đời. Tất cả chúng ta, ai cũng vậy, thường dễ tin vào cái hiển hiện trước mắt thay vì nghe người khác nói. Nhưng còn luật nhân quả, điều đó chắc chắn có thật. Khi vào chùa tu, chúng tôi thường kể chuyện cho nhau nghe. Một pháp lữ bảo, hồi nhỏ chị khoái nhất là bắt chuồn chuồn, ngắt tua của nó rồi cắt tua giấy ký nhiều màu, xe nhọn một đầu, nhét vào ruột chuồn chuồn, thả nó bay lên. Chị thích chí nhìn đuôi giấy đủ màu bay lượn giữa trời. Chị không biết làm vậy là con chuồn chuồn đau ruột, cũng không hiểu nó đau như thế nào. Cho đến năm hơn 20 tuổi, chị bị viêm ruột, rồi về già thì ung thư ruột. Bỗng dưng chị lại nhớ và thấu hiểu nỗi đau của con chuồn chuồn. Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện về luật nhân quả. Dân gian ta vẫn có câu, gieo nhân nào gặt quả ấy, gieo gió gặt bão. Họ vẫn luôn tin rằng có một tòa án tối cao trừng phạt những tội ác của con người mà mắt thường không thấy được. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, dù tốt đẹp hay tồi tệ, tích cực hay tiêu cực, thì nó cũng là kết quả của những hành động trước đó. Đọc đến đây có lẽ sẽ có người nói rằng, khối người giết chóc, khối người sát sinh mà vẫn sống nhẫn nhơ, ăn nên làm ra, có khổ báo gì đâu. Phật từng giải thích rằng, quả báo có khi trả sớm, có khi trả muộn, đã làm điều xấu, ắt sẽ gặp điều chẳng lành. Thật sự, nếu để ý, ta sẽ thấy những người đang sống hiền thiện mà xoay qua làm ác, trả quả rất nhanh. Quả này xảy ra như một cảnh báo, giúp họ đình chỉ việc ác và hồi đầu. Giống như chiếc áo trắng vừa mới bị lem vài vết mực, được chỉ để tẩy ngay. Có những người cả đời làm ác, song do một biến cố nào đó khiến họ thức tỉnh, xoay qua làm thiện mạnh mẽ. Đó là nhờ duyên lành đời trước nên họ còn được cảnh tỉnh để quay về với nẻo thiện. Còn người làm ác quá nhiều mà không thấy trả gì thì quả sẽ trả sang đời sau. Khi phúc hưởng hết thì họa ập tới còn thê thảm hơn. Phật luôn nhắc nhở môn đệ ngài nên sống chánh nghiệp, không sống tà nghiệp. Chánh nghiệp là những nghề đem đến lợi ích cho mình và người. Tà nghiệp là những nghề kiếm ra tiền trên đau khổ của người và vật. Còn nếu nói vì nghèo nên phải sống tà nghiệp thì sao? Tôi bỗng nhớ câu, trời Phật không triệt đường của ai cả. Nếu người ấy thật lòng muốn sống thiện thì niệm lành trong tâm sẽ chiêu cảm, giúp họ có cơ may hành thiện nghiệp. Vậy nếu có luật nhân quả, tại sao có những người tốt không được hưởng cuộc sống hạnh phúc? Trong mỗi con người chúng ta thường có hai mặt thiện và ác. Vì cái ranh giới giữa thiện và ác nó thật mong manh, tuy nó đối lập nhau nhưng luôn tồn tại song song trong một con người. Trong đạo Phật, thấy việc tốt dù nhỏ nhất mà không làm, thấy việc ác dù nhỏ nhất mà không tránh cũng như phạm tội. Vậy ai dám khẳng định rằng mình là hoàn hảo? Ai dám nói mình đã đối xử tốt với tất cả chúng sinh? Có ai mà chưa từng làm điều xấu, chưa từng nhìn thấy việc nên làm mà không làm? Vậy nên, nếu bạn chưa được hạnh phúc, hãy tu tâm tích đức.
cuộc sống hạnh phúc hay không là ở cái tâm của mình có được thanh thản hay không. Rửa sạch nghiệp, tâm mới thanh bình. Hãy nhớ rằng, luật nhân quả không chỉ dừng lại ở một đời người, nó luôn trải dài từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu đời này bạn không được hạnh phúc, dù bạn không quá xấu xa, thì ắt hẳn đó là nghiệp từ kiếp trước báo lại. Luật nhân quả rất linh nghiệm và không trừ một ai. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu kiếp này làm việc ác mà không bị trừng trị thì kiếp sau sẽ gặp quả báo nặng hơn. Dân gian cũng đã lưu truyền: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nếu kiếp này ăn ở tốt mà chưa được hưởng hạnh phúc, ắt do tâm còn nhiều vướng bận, còn nhiều dục vọng. Nếu tu tốt sẽ để lại duyên lành cho đời sau. Thiện căn cốt ở lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nghiệp báo luôn đeo đuổi cuộc đời mỗi người. Nghiệp báo tuy không có hình tướng cụ thể, không ai có thể trông thấy được, nhưng nó có sức mạnh chi phối lạ thường. Khi xưa, Phật còn tại thế, một thanh niên vì thấy sự bất bình đẳng và những sai biệt trong xã hội nên muốn tìm ra sự thật của kiếp người. Anh đã thưa hỏi nhiều vị đạo sư nổi tiếng mà chưa một vị nào giải đáp được thỏa mãn tâm tư, nguyện vọng của anh. Nghe đồn Phật là bậc xuất trần thượng sĩ, có thể giải quyết được mối nghi ngờ của nhiều người, bất kể là tín đồ tôn giáo nào. Anh đã tìm đến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ và vấn an Đức Thế Tôn xong, anh cung kính ngồi sang một bên, thưa hỏi Đức Phật: vì cớ sao có sự bất công và sai biệt quá lớn của tất cả chúng sinh trên thế gian này? Kẻ quý phái cao thượng, người hạ liệt thấp kém, người sống lâu, kẻ chết yểu, người giàu sang, kẻ nghèo khổ, người nhiều bệnh, kẻ ít bệnh, người quyền cao chức trọng, kẻ nô lệ thấp kém, người đẹp đẽ dễ thương, kẻ xấu xí khó nhìn, người thông minh sáng suốt, kẻ thì ngu dốt tối tăm. Đức Phật tóm gọn lại bằng một ý chính như sau: này chàng thanh niên, các chúng sinh loài có tình thức là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Họ được sinh ra từ nghiệp và họ bị nghiệp trói buộc. Do đó, hiện tại có kẻ thấp hèn và cao thượng tùy theo nghiệp nhân tốt xấu đã gieo tạo trong quá khứ. Đức Phật trả lời quá xúc tích và cô động, làm chàng thanh niên không thể hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, nên mới yêu cầu Đức Phật giải thích cụ thể từng chi tiết. Phật dạy: tất cả mọi sự sai biệt giữa con người và con người là do nghiệp của ta đã tạo ra từ thân miệng ý. Tâm suy nghĩ chân chính, miệng nói lời thiện lành, thân đóng góp sẻ chia thì được hưởng quả an vui hạnh phúc. Ngược lại, gieo nhân xấu ác thì bị quả sa đọa khổ đau, không ai có quyền xen vô chỗ này để định đoạt và sắp đặt. Nên có người tốt, kẻ xấu là do mình tạo ra. Do tạo nghiệp gì khiến con người thọ mạng lâu dài, sống khỏe mạnh, và do tạo nghiệp gì khiến cho người chết yểu, thọ mạng ngắn ngủi? Người không tạo nghiệp giết hại chúng sinh thì được mạng sống lâu dài. Người tạo nghiệp sát sinh hại vật, dứt mạng sống của chúng sinh, nên bị chết bất đắc kỳ tử do tai nạn gây ra hoặc bị người vật hại lại. Do tạo nghiệp gì thân người được khỏe mạnh và do tạo nghiệp gì mà thân hay bệnh tật đau yếu? Do nghiệp ác hay hành hạ đánh đập chúng sinh làm cho người đau khổ, nên thọ thân hay bệnh tật đau yếu. Và do nghiệp lành an ủi giúp đỡ, sẻ chia và nâng đỡ người bất hạnh khổ đau qua những tai nạn khốn khó, nên được thọ thân khỏe mạnh vui tươi. Do tạo nghiệp gì mà sinh ra trong gia đình giàu sang sung sướng, có nhiều tiền bạc, tài sản, của cải? Và do tạo nghiệp gì mà sinh ra trong gia đình nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn? Do đời trước biết làm điều thiện lành tốt đẹp, hay bố thí cúng dường, hoặc chia sẻ giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật,
Nên đời này được sinh ra trong gia cảnh giàu sang sung sướng, có nhiều tiền bạc của cải. Người ở đời trước do nhân không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người bất hạnh nghèo khó, lại còn hay gian tham trộm cướp, lường gạt của người. Nên đời này sanh ra trong hoàn cảnh cơ cực, nghèo đói, thiếu thốn, khó khăn. Do nghiệp gì người sinh ra được thông minh sáng suốt, và do nghiệp gì người sinh ra lại ngu dốt tối tăm? Người đời trước do siêng năng tinh cần học hỏi, tìm hiểu chân lý, ưa thích giúp người được học hỏi hiểu biết, nên đời này được thông minh sáng suốt. Người ở đời trước do lười biếng học hành, không chịu tìm hiểu chân lý, lẽ thật của cuộc đời, lại hay cản ngăn sự học hỏi của người khác, nên đời này bị vô minh tối tăm mê mờ. Phúc báo và nghiệp báo ẩn hiện trong cuộc đời mỗi người. Nó chẳng bao giờ rõ ràng như làm phép toán, nhưng nó cũng chẳng bao giờ mất đi như chưa từng tồn tại. Một người kiếp này làm điều ác sẽ có thể có ba loại kết quả xảy ra. Nếu như ác báo không triệt tiêu hết phúc báo, thì người đó đương nhiên có thể tiếp tục hưởng thụ phúc báo của mình. Người đó sẽ thăng quan lên đến chức vị mà họ đáng được hưởng mới dừng lại, hoặc sẽ kiếm được nhiều tiền đến mức mà họ nên được. Mãi cho đến lúc mà người này đã hưởng hết phúc báo của mình, thì mới đến thời điểm bắt đầu làm ác gặp quả báo. Tức là trong kiếp này, người đó đã hưởng hết phúc báo của đời trước và phúc báo của đời này, sắp đến lúc gặp ác báo. Chẳng qua là chưa đến nên người ngoài nhìn vào nghĩ lầm là không gặp. Nếu như kiếp trước người này làm việc đại thiện đại đức nên phúc báo của họ vô cùng lớn, kiếp này họ có làm việc ác nhưng mà ác báo chỉ bằng một phần rất nhỏ của phúc báo mà người đó làm từ kiếp trước, thì cả đời họ vẫn sống suôn sẻ. Vì vậy ở kiếp này chúng ta nhìn sẽ thấy người này tuy có làm việc ác nhưng lại không thấy bị ác báo. Trong trường hợp phúc báo nên được hưởng sắp hết mà việc ác đã làm lại tích tụ quá nhiều, lúc này là thời cơ ác báo đã chín mùi. Phúc báo kết thúc và người này bắt đầu phải chịu ác báo, như sống thê thảm, đột nhiên bị bệnh tật, tai nạn bất ngờ mà chết, hối hận không kịp. Nghiệp lực tuy không có hình tướng cụ thể, không ai có thể trông thấy được, nhưng nó có sức mạnh chi phối, cuốn hút, hấp dẫn lạ thường. Cũng như gió, tuy không thấy hình tướng ra sao, mà nó có thể làm nên phong ba bão táp, cuốn trôi tất cả khi đủ nhân duyên. Nghiệp lực cũng lại như thế. Nghiệp lực và quả báo của việc tự sát. Nếu như có những người trên trần gian không nghĩ về thiên địa sinh ra con người và ân dưỡng dục của mẹ cha mà được một thân thể, là trân trọng biết bao, ân trọng như núi. Ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc phương, ân tam bảo và các loại ân tình chưa báo đáp, chưa nhận được lời kêu gọi dưới địa đạo âm phủ, thì tự nguyện quyên sinh, sử dụng các phương pháp như treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc độc, nhảy sông để tự tử. Ngoại trừ ra những người mà vì trung hiếu tiết nghĩa mà hy sinh tính mạng, sau khi chết có thể làm thần. Nếu như chỉ vì một oán hận nhỏ hoặc do làm những việc xấu mà phạm tội và bị phát giác ra mà đi tự tử, thì xem xét các tội hình của họ đã vi phạm, chưa dẫn đến phải kết tội chết. Hoặc những kẻ muốn hãm hại và gây họa cho người khác, dẫn đến từ giả ra thật mà chết đi. Những tình huống như trên, thần môn, thần táo quân sẽ áp giải họ đến bổn điện, giam giải đến tù đối khác. Những ma quỷ tự sát này, mỗi khi đến ngày tuất, hợi, hoàn toàn đau khổ giống như lúc chết. Tất cả các cảnh tượng đau khổ căn cứ như lúc chết ban đầu tái xuất hiện lần nữa. Có một số là sau 70 ngày, có một số sau 1 đến 2 năm, hồn phách của họ bị áp giải quay lại địa phương nơi họ tự sát, chịu sự hối hận tra tấn rất khổ sở. Tuy nhiên, họ không được nhận các đồ cúng bái như cơm canh, giấy tiền và vàng bạc. Nếu như những hồn ma tự sát mà biết sám hối, cam tâm ẩn giấu
không xuất hiện hình ma để hù dọa người, cũng không tìm người thế thân loạn xạ. Như vậy, chờ đến lúc người mà do họ gây ra bị liên lụy đã thoát khỏi liên lụy đau khổ, thì thần môn, thần táo quân sẽ áp giải những tội phạm ma đến bổn điện, rồi sẽ chuyển tiếp đến điện thứ hai. Sau đó, kiểm tra lại quá khứ và công đức của họ, gia tăng hình phạt, chuyển đến các điện kế tiếp, đưa đi các địa ngục chịu hình phạt. Nếu như hồn ma đã hiện hồn ma quỷ hù dọa người và có tâm tư muốn tìm người thế thân hoặc dùng các ngôn ngữ hù dọa hoặc lừa gạt người, tuy chưa dẫn đến thiệt mạng người, cho dù trước đấy có làm việc thiện, nhưng địa ngục vẫn không cho phép miễn hoặc giảm các hình phạt cho họ nữa. Nếu như sau khi tự tử chết đi không ẩn giấu, lại hiện hình ma quỷ hù dọa người dẫn đến thiệt mạng, thì hồn ma đó lập tức bị lính quỷ nhe nanh mặt xanh móc đi đến các địa ngục chịu hình phạt đau khổ. Sau khi đủ 100 ngày, đưa đến A Tỳ đại địa ngục, vĩnh viễn bị dây xích xiềng và treo lên, không được siêu thoát. Quả báo khác biệt giữa khi làm quân lính chết và khi làm cướp bị đánh chết. Tất cả những người lúc sống trên trần gian làm quân lính, trừ khi tuân theo mệnh lệnh đem quân lên chiến trường để đánh giặc và quân thù, nếu như trung thành cố gắng đánh giặc, không bao giờ làm qua những chuyện tội lỗi như hãm hiếp, tà dâm, đốt cháy nhà của bá tánh muôn dân. Những người này tuy bị chết trên chiến trường, thân xác bị phân ly, tan nát, dù cho trước kia đã từng phạm qua lỗi lầm, nhưng trong âm phủ vẫn cho miễn chịu tất cả các hình phạt, vẫn cho phép họ được khôi phục thân xác toàn diện nguyên hình. Từ điện thứ nhất, điểm danh xong, tức khắc giao cho điện thứ 10, đưa đến điểm phước lành, đầu thai thành nam hoặc nữ, suốt đời bình an vô sự, chết nơi an lành. Nếu như là đánh lộn, sát hại nhau mà chết, hoặc là làm cướp bị hành hung đánh chết, những loại người như vậy sau khi chết sẽ bị cộng thêm tội, căn cứ theo những tội đã vi phạm ở kiếp trước, đưa vô các địa ngục để chịu hình phạt đau khổ. Ngoại tình gieo nhân tà dâm. Hiểu My là một nữ doanh nghiệp xinh đẹp, giàu sang thành đạt. Cô cùng chồng là An Vĩ sống hạnh phúc với hai con, một trai một gái. Chúng thông minh, ngoan ngoãn nên ai cũng khen họ là đôi uyên ương lý tưởng. Nhưng chính nhan sắc thành công và sự duyên dáng của Hiểu My đã khiến cô phạm phải sai lầm, tự phá tan mái ấm của mình. Trong một lần đi công tác, Hiểu My gặp và quen anh chàng họ Điền, hai bên nhất kiến chung tình, vừa nhìn đã yêu, cảm thấy vô cùng ý hợp tâm đầu, luyến ái ngày càng sâu đậm. Họ đắm chìm trong lưới tình, thương nhau mê mệt, yêu đến chết đi sống lại. Anh Điền vì muốn có được Hiểu My mãi mãi nên đã chủ động tìm đến An Vĩ, chồng của Hiểu My, thông báo mối quan hệ mật thiết này và đề nghị An Vĩ hãy ly hôn với vợ anh. An Vĩ về nhà trong cơn phẫn nộ đã ra tay đánh Hiểu My trước mặt hai con. Hiểu My bị đánh rất căm giận, kiên quyết đòi ly hôn, nhưng An Vĩ chẳng đáp ứng. Nhờ bạn bè giới thiệu, Hiểu My đã tìm đến tôi. Sắc diện tiều tụy, mặt tái nhợt, khóc lóc kể lại sự tình đã qua. Tôi nghe xong, bảo với cô ta: hiện thời chị không thể ly hôn, bởi vì mối quan hệ giữa chị và anh Điền là tà dâm. Đây là cuộc tình tội lỗi, nếu phát triển tiếp sẽ càng thống khổ nhiều hơn. Vì anh Điền cũng là người đã có vợ, gia đình đang êm ấm, lại còn có một cô con gái nữa. Ngừng một lúc, tôi nói tiếp: chị và anh Điền vì xao động tình cảm nhất thời mà đòi vứt bỏ hết tất cả để kết hợp với nhau, thế thì quả báo cả hai phải gánh lấy chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Hiểu My, tôi cảnh báo: có đến với nhau bây giờ thì chỉ trong thời gian ngắn nữa hai người sẽ phải chia tay nhau thôi. Do chị chưa đoạn sát nghiệp còn ăn mặn, lại phạm thêm trọng tội tà dâm,
Nếu chị không biết ăn năn sám hối thì sẽ mắc bệnh phụ khoa hiểm nghèo và qua đời khi chưa đến 40 tuổi. Hiểu My nghe nói cả kinh, vội hỏi: "Tôi gần đây nghe bụng dưới đau lăm râm khó chịu, có thật là tôi sẽ bị bệnh phụ khoa không? Năm nay tôi 36 tuổi rồi, vậy thì làm sao thoát khỏi kiếp nạn này?" "Chị hãy quay về với phu quân, dốc hết sức thực hiện chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ. Hãy chăm sóc chồng con chu đáo và phải đoạn tuyệt hẳn, không nên gian díu với anh Điền nữa. Kể từ hôm nay, chị phải tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, lo ăn chay, phóng sinh, nghiêm trì ngũ giới, siêng học Phật, tu hành." Hiểu My nghe xong gật đầu nói: "Tôi sẽ về nhà làm đúng như lời cô chỉ dạy." Nửa tháng sau, Hiểu My mặt mày hồng hào tươi tắn đến thăm chúng tôi. Vừa gặp, cô đã nắm tay tôi và nói: "Hiện tại tôi đã cắt đứt, không còn gặp anh Điền nữa. Chị hãy nhớ kiên trì tụng kinh hồi hướng, dứt ác hành thiện, trì giới tu hành, xem như đổi mới cuộc đời lại hết từ đây." Hai tháng sau, cuộc sống Hiểu My đã chuyển biến tốt. Hằng ngày chị tụng kinh sám hối những lỗi lầm trước đây và âm thầm hành thiện tích đức. Không những thế, cả nhà chị đã bắt đầu ăn chay học Phật. Cuộc sống gia đình trở nên ấm êm hạnh phúc. Nhờ vậy, các con đều vui khỏe, trưởng thành, thăng tiến. Phần anh Điền, ban đầu không cam tâm bỏ cuộc, không chịu rời xa Hiểu My. Tôi phải giải thích, khuyên lơn, phân tích đủ điều, cuối cùng mới dàn xếp ổn thỏa. Kể lại câu chuyện này, tôi mong rằng các mái ấm trong nhân gian luôn sống hòa thuận, an vui. Hy vọng tất cả cặp vợ chồng sẽ thủy chung, đối với nhau tương thân tương ái. Xin quý vị đừng vì xao động nhất thời mà phát sinh ngoại tình. Quả báo của tà dâm rất đáng sợ, không những người mất nhà tan còn chiêu lấy thảm báo ở địa ngục. Khi khởi tâm ngoại tình hay nuôi dưỡng ý tà là quý vị đang tự phá tan phúc báo hiện có, nghĩa là tài lộc quyền đều bị sạc. Ai cũng tưởng chỉ có sát sinh mới đoạn mệnh, nhưng thật ra tà dâm cũng chiêu cảm lấy các bệnh hiểm nghèo, tán tài, mất phúc lộc và đoạn mệnh. Chưa kể sau khi chết rồi còn vào địa ngục thọ hình chịu khổ. Xin mọi người hãy nghiêm trì giới luật, chẳng nên để ngoại cảnh dụ dỗ. Nếu người đã lỡ phạm vào tà dâm thì ngay nơi đây phải hạ quyết tâm từ bỏ, tha thiết sửa đổi lỗi trước, phát nguyện sám hối, vĩnh viễn không tái phạm. Như vậy mới có thể chuyển đổi vận mệnh mình thành tốt đẹp được. Đọc đến đây, có độc giả sẽ thắc mắc rằng: "Tôi thấy người trên thế gian cũng có nhiều kẻ ngoại tình và họ ra đi xây tổ uyên ương với người mới cũng đâu có bị báo ứng gì." Có thể lý giải như sau để bạn được rõ. Người làm ác mà chưa bị báo ứng liền là do phúc của họ còn nhiều. Một khi phúc suy rồi thì quả báo sẽ ập tới. Bạn chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, đâu theo sát một bên, cũng chẳng phải người trong cuộc để cảm nhận được những bất hạnh mà kẻ ngoại tình phải thầm nếm trải. Nếu bạn chịu khó theo dõi lâu dài, ắt sẽ thấy diễn tiến sau này đa số đều xảy ra đúng như lời cư sĩ Quả Hồng đã cảnh báo. Phần đông người ta phạm lỗi vì không hiểu luật nhân quả. Nếu am tường rồi, ắt sẽ không dám tạo tội. Vì nếu so sánh sẽ thấy rằng, nếu chạy theo tình cảm nhất thời, niềm vui không bao nhiêu mà hậu quả thống khổ phải trả lại vô cùng tận. Nếu đặt lên bàn cân, người khôn ngoan sẽ biết chọn điều thật sự có lợi cho mình. Tác giả Quả Hồng, dịch giả Hạnh Đoan, trích từ quyển Báo Ứng Hiện Đời. Tại sao Hiểu My lại phải nhờ cư sĩ Quả Hồng tư vấn? Xin được nói sơ lược về cư sĩ Quả Hồng. Quả Hồng ban đầu theo thọ giáo cư sĩ Quả Khanh, được Quả Khanh hướng dẫn dìu dắt. Cô chí thành hành trì pháp Phật và trở thành đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tuy là cư sĩ tại gia còn trẻ, nhưng nhờ cô nghiêm trì giới luật miên mật nên đã khai mở tuệ nhãn, được túc mệnh minh, có khả năng nhìn thấu ba thời,
quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy là vậy, nhưng cô không dùng nó để khoe khoang, mà tùy duyên gỡ rối, giúp người đoạn trừ tập khí xấu, tu tiến bộ hơn. Trong lời tâm sự, tự thuật, Quả Hồng không nói nhiều về khả năng của mình. Nhưng theo tôi biết, thì mỗi khi ai đến với cô và nêu lên thắc mắc, thì tất cả những gì họ đã làm trong quá khứ hoặc nhiều kiếp trước sẽ hiện ra trước mắt cô như một cuộn phim. Và cô thấy rõ những hành vi lỗi lầm trong quá khứ hay hiện tại của họ sẽ khiến cho họ phải chịu báo ứng trong tương lai như thế nào. Thậm chí, có những lỗi cần khắc phục ngay để hoàn thiện viên mãn hơn, nhưng đương sự không biết, không nhận ra, thì cô chỉ giúp cho họ sửa. Do vậy mà những lời chỉ bảo của cô thường trang nghiêm, thẳng thắn, dứt khoát. Cô không hề nói lấy lòng mà nhằm chỉ ra điều sai để đương sự tự sửa. Người đời cần phải tỉnh giác về cái chết. Mọi người cần phải tỉnh giác về cái chết. Đó là việc suy ngẫm rằng mình sẽ không sống lâu trên cõi đời này. Nếu không có ý thức về sự chết, người ta sẽ không biết lợi dụng kiếp người đặc biệt này mà mình đang có được. Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Có nghĩa là một khi thân này mất rồi thì vạn kiếp khó mà có lại được. Nên kiếp làm người này là có ý nghĩa, vì do sống trong đời này con người có thể thành tựu được kết quả quan trọng mà mình mong muốn. Phân tích sự chết không có nghĩa là để mình sợ chết, mà là để biết giá trị của đời người quý báu này. Trong khi sống, người ta có thể thực hành nhiều pháp môn quan trọng. Thay vì sợ chết, bạn cần phải suy ngẫm rằng khi cái chết đến gần, mình sẽ mất cơ hội tốt để tu tập. Như vậy, suy ngẫm về sự chết sẽ mang lại thêm năng lực cho việc tu tập của bạn. Bạn cần phải chấp nhận rằng sự chết là điều tất yếu trong cuộc đời này. Đức Phật đã khẳng định rằng một nơi không có sự chết là nơi không có thật, không có trên hư không, không có trong biển cả, cũng không có cả trong núi rừng. Nếu chấp nhận rằng sự chết là một phần của đời sống, thì khi cái chết đến gần, bạn sẽ có thể đối diện nó dễ dàng hơn. Khi mọi người biết một cách sâu xa ngay trong tâm mình rằng sự chết sẽ đến, nhưng tránh suy nghĩ đến nó, rõ ràng là không hiểu biết và không có lợi ích. Điều này cũng đúng khi mọi người chấp nhận rằng tuổi già là một phần của cuộc đời, không muốn có tuổi già và tránh nghĩ về nó. Thái độ như vậy đưa đến sự không chuẩn bị về tâm trí, và khi tuổi già đến, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhiều người đã già rồi nhưng vẫn làm như là mình còn trẻ lắm. Nhiều lần khi gặp lại những người bạn lâu năm, thí dụ như một số nghị sĩ ở những nước như Hoa Kỳ, tôi nói: "Chào ông bạn già." Ý của tôi là chúng ta đã biết nhau từ lâu, chứ tôi không nói tới chuyện già nua. Nhưng khi tôi chào như vậy, một số người đã chỉnh lại tôi một cách mạnh mẽ: "Chúng ta không có già, chúng ta là bạn lâu năm." Thật sự họ đã già, với những sợi lông đang mọc ra ở hai lỗ tai, một dấu hiệu của tuổi già. Nhưng họ khó chịu với tuổi già, như vậy là thiếu suy nghĩ về sự đời. Tôi thường nghĩ về cuộc đời tối đa là 100 năm của một đời người, mà so với tuổi thọ của trái đất này thì đời sống của con người có là bao? Trong một đời ngắn ngủi này, con người nên cố gắng sống cẩn thận, không gây ra khổ đau cho mình và người khác. Đời sống này rất quý báu, không nên tạo ra sự hủy diệt, mà nên được dành cho những hoạt động có tính cách xây dựng, hay ít nhất cũng không làm tổn hại đến người khác hoặc gây khổ đau rắc rối cho họ. Như vậy, những năm tháng ngắn ngủi của chúng ta như một du khách trên hành tinh này sẽ có ý nghĩa. Nếu một du khách đến thăm một nơi nào đó trong một thời gian ngắn mà gây ra nhiều rắc rối, như vậy là sai lầm. Nhưng nếu như một du khách, bạn làm cho người khác hạnh phúc trong khoảng thời gian hạn hẹp này, như vậy là khôn ngoan, và bạn rời khỏi nơi này để đến nơi khác, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn quậy phá, dù chính bạn không gặp khó khăn nào trong thời gian ở nơi này, nhưng bạn sẽ tự hỏi chính mình trong thời gian ở nơi đây, mình đã làm được cái gì? Cuộc đời 100 năm,
phần đầu là trẻ thơ, phần cuối là tuổi già, thường giống như một con vật, chỉ có ăn và lăn ra ngủ. Khoảng giữa kéo dài vài chục năm có thể sống một cách có ý nghĩa. Đức Phật nói, nửa cuộc đời người ta ngủ, 10 năm sống trong tuổi thơ, 20 năm sống trong tuổi già. Trong 10 năm còn lại, đau buồn, than thở và lo nghĩ chiếm nhiều thời gian, và hàng trăm thứ bệnh tật lấy đi nhiều thời gian hơn nữa. Để làm cho cuộc đời có ý nghĩa, hãy vui vẻ chấp nhận tuổi già và cái chết như một phần của cuộc đời mình. Mọi người gặp khó khăn nghĩ đến cái chết, nhưng lại dễ dàng trong tham lam gây thêm rắc rối và có ý làm tổn hại người khác. Chúng ta thấy những con người được xem là những nhân vật lớn như các bậc vua chúa xây những lâu đài và những tòa nhà cao ốc. Chúng ta thấy rõ ràng trong tâm trí của họ cho rằng họ sẽ sống mãi trong cuộc đời này. Hậu quả của sự tự lừa dối này là có thêm đau khổ và thêm rắc rối cho nhiều người khác. Đối với những người không tin có đời sống tương lai, việc suy ngẫm về thực tại cũng có ích lợi và có tính khoa học. Vì con người, tâm trí cũng như tất cả những hiện tượng đều có nhân duyên khác cùng thay đổi trong từng phút giây. Điều suy ngẫm này dẫn đến khả năng phát triển bản thân theo hướng tốt. Nếu đời sống này không bao giờ đổi thay thì chúng ta sẽ mãi mãi chịu sự khổ đau. Khi ta biết rằng vạn vật luôn biến đổi thì dù ta đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn, ta vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi trong sự hiểu biết rằng tình trạng đó sẽ không như vậy mãi mãi. Vì vậy, không có việc gì phải tuyệt vọng. Vận mạng tốt cũng không trường cửu. Và như vậy, khi sự việc tốt đẹp đến với mình không nên tham muốn quá nhiều. Ý tưởng cho rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi là một sai lầm tai hại. Thí dụ, dù ta chấp nhận là có những kiếp sau, ta chỉ nghĩ đến hiện tại và xem tương lai ít quan trọng hơn. Như vậy, ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt khi cuộc sống của ta đang có thời giờ rảnh rỗi và những điều kiện thuận lợi để tu tập những pháp môn lợi ích. Sự hiểu biết rõ ràng về giáo lý vô thường luôn là điều tốt cho chúng ta. Do nhận thức được đời sống là vô thường, con người có ý thức về kỷ luật và có sự nhiếp phục tâm trí của mình. Kỷ luật hay tu luyện không có nghĩa là cấm kỵ, mà có nghĩa là sự giằng co giữa lợi ích dài hạn và lợi ích ngắn hạn. Bạn hy sinh ích lợi ngắn hạn phải chọn lợi ích dài lâu về sau. Đây là sự tự kỷ luật phát xuất từ sự có ý thức về luật nhân quả nghiệp báo. Thí dụ, để cho bao tử của tôi hồi phục sau cơn bạo bệnh mới đây, tôi tránh dùng những thức ăn có chất chua và đồ uống lạnh, dù những món này có vẻ ngon miệng và hấp dẫn. Loại kỷ luật này có mục đích phòng vệ. Cũng như giống như vậy, việc suy ngẫm về sự chết đưa đến sự tự kỷ luật hay tự kiềm chế, tự phòng vệ, chứ không phải là sự trừng phạt. Loài người có đủ tiềm năng để tạo ra những điều tốt, nhưng để có thể sử dụng trọn vẹn tiềm năng này, cần phải có sự tự do. Chủ nghĩa độc tài là chướng ngại cho sự phát triển này. Để bổ túc, tự do cá nhân có nghĩa là bạn không trông cậy vào một cái gì từ bên ngoài và không đợi chờ hiệu lệnh của người khác, mà bạn tự có sáng kiến. Vì vậy, Đức Phật thường nói đến giải thoát cá nhân, có nghĩa là tự giải thoát, không qua một tổ chức nào. Mỗi cá nhân phải tạo dựng tương lai tốt đẹp cho chính mình. Tự do và chủ nghĩa cá nhân đòi hỏi phải có sự tự kỷ luật. Nếu những điều này bị lợi dụng cho những cảm xúc phiền não thì sẽ có những hậu quả tai hại. Tự do và sự tự kỷ luật phải đi đôi với nhau. Mở rộng tầm mắt. Theo Phật giáo thì mục tiêu cao nhất của mọi hành giả là đắc thành Phật quả để có năng lực cứu độ chúng sanh. Tuy nhiên, một mức thành tựu trung bình có thể giải thoát hành giả khỏi chu trình sinh lão bệnh tử đầy khổ đau. Một mức thành tựu thấp hơn nhưng vẫn có giá trị ở chỗ làm cho các kiếp sống tương lai của hành giả thuận lợi hơn. Từ việc làm thay đổi các kiếp sống của mình cho tốt hơn, hành giả có thể đạt được giải thoát để rồi cuối cùng sẽ chứng thành Phật quả. Trước hết,
tầm mắt của bạn mở rộng bao gồm các kiếp tương lai, và rồi do hiểu biết vận mạng của mình, tầm mắt của bạn mở rộng thêm, để bao gồm thêm các kiếp luân hồi. Sau cùng, sự hiểu biết này có thể mở rộng đến những người khác. Qua ý nguyện từ bi, mong cho chúng sanh thoát khổ và loại trừ nguyên nhân đưa đến khổ đau. Lòng từ bi này là nền tảng thúc đẩy bạn phát nguyện tu tập để thành Phật. Bạn phải có sự quan tâm đến những phương diện sâu hơn của đời sống để có ảnh hưởng đến các kiếp tương lai, hầu có thể hiểu trọn vẹn tính chất của khổ đau và kiếp luân hồi. Tiếp theo, sự hiểu biết về luân hồi đau khổ này là điều kiện cần phải có để phát triển trọn vẹn lòng từ bi. Cũng có thứ tự giống như vậy, người Tây Tạng chúng tôi đang tìm cách đạt được một mức độ tự trị ở Tây Tạng để có thể phục vụ tốt cho người dân tốt hơn. Nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng để có đời sống ổn định trong tình trạng sống lưu vong ở Ấn Độ. Sự thành tựu mục tiêu lớn tự trị tùy thuộc vào sự thành tựu tạm thời có đời sống lưu vong ổn định nói trên. Những bất lợi của sự không có ý thức về sự chết. Biết rằng mình sẽ chết, đó là điều lợi ích. Tại sao? Nếu không có ý thức về sự chết, bạn sẽ không để ý đến việc tu tập mà chỉ sống một cách vô nghĩa, không tìm hiểu những thái độ và hành vi nào gây ra đau khổ và những loại nào đưa đến phúc lạc. Nếu không nghĩ rằng mình có thể chết sớm, bạn sẽ rơi vào ảo tưởng thường tồn rằng còn lâu mình mới chết. Khi đến lúc cuối cùng, dù có cố gắng thành tựu một điều giá trị nào đó, bạn sẽ không còn sức lực nữa. Nhiều người Tây Tạng gia nhập tu viện khi còn trẻ để học kinh điển, nhưng khi đến lúc tu tập thật sự thì khả năng của họ có phần thiếu hụt. Đó là vì họ không hiểu đúng giáo lý vô thường. Nếu sau khi suy nghĩ về phương pháp tu tập, bạn quyết định áp dụng pháp tu nhập thất mấy tháng hay mấy năm, như vậy bạn đã ứng dụng được nhận thức về lý vô thường của mình. Nhưng nếu quyết định mau chóng đó không được duy trì bởi việc quán niệm tính chất hủy diệt của vô thường, thì việc tu tập của bạn sẽ nhạt phai đi. Đó là lý do có những người nhập thất nhiều năm nhưng việc tu tập không có ảnh hưởng gì đến đời sống của họ sau đó. Quán niệm vô thường không những thúc đẩy việc tu tập của bạn mà còn tiếp thêm năng lượng cho bạn nữa. Nếu có ý thức mạnh về tính tất yếu và tính bất ngờ của cái chết, thì bạn vận động được từ bên trong, giống như có một người bạn cảnh cáo mình vậy. Hãy cẩn thận, hãy thành tâm, một ngày nữa đã trôi qua. Có thể bạn xuất gia sống trong tu viện, như vậy bạn đã có pháp danh và y phục của người tu sĩ. Bạn sẽ có những hoạt động bận rộn ít hơn. Bạn sẽ thay đổi thái độ với đời sống, hướng sự chú tâm của mình đến những mục tiêu xa hơn. Còn bằng ngược lại, bạn tiếp tục bận tâm đến những chuyện phù phiếm của thế gian như ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ sang trọng, nói chuyện nhảm nhí, có nhiều bạn bè và người thân quen, kể cả tạo ra nhiều kẻ thù nếu có ai đó làm điều gì mà bạn không thích và đưa đến xung đột và rồi tranh chấp với nhau. Như vậy, bạn không có gì tốt hơn trước đây, lúc chưa xuất gia, và có lẽ còn tệ hơn trước đó nữa. Nên nhớ, nếu chỉ tránh những sinh hoạt phù phiếm vì sợ các bạn đồng tu đánh giá thấp mình thì cũng chưa đủ, mà phải có sự chuyển hóa từ bên trong. Điều này đáng cho chư vị tăng ni cũng như người cư sĩ tại gia ghi nhớ và áp dụng vào việc tu tập. Có lẽ bạn đã quen có ý tưởng thường tồn, nghĩ rằng mình còn lâu mới chết và khi còn sống cần phải có những thú vui thông thường như người khác. Do muốn hưởng thụ trong đời sống hiện tại, dù ít có ý nghĩa lâu dài, bạn sẵn sàng dùng những phương tiện thiếu đạo đức để có được những gì mình muốn, như cho vay lấy lãi cắt cổ, lợi dụng bạn bè, kiện tụng, v.v. để có nhiều hơn những nhu cầu lợi dưỡng cho đời sống. Vì bạn đã chọn lối sống như vậy, nên tiền bạc trở nên hấp dẫn hơn là học đạo lý. Và ngay cả khi bạn muốn tu tập, bạn cũng không chú ý nhiều đến việc ấy. Nếu một trang sách rơi xuống đất, có thể bạn ngần ngại lượm nó lên. Nhưng nếu một tờ giấy bạc rơi xuống đường, thì sự việc lại khác đi. Nếu gặp những người đã cống hiến cuộc đời mình cho những mục tiêu sâu xa,
Có thể bạn nghĩ tốt về sự cống hiến đó, nhưng chỉ có thế thôi. Còn nếu bạn gặp một người mặc quần áo sang trọng, phô bày sự giàu có thể bạn sẽ khởi tâm thèm muốn, bạn cầu mong mình cũng sẽ được như vậy. Và rốt cuộc, bạn sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích tham muốn ấy. Một khi bị lôi cuốn vào dòng chảy phù hoa của đời sống trần tục, những cảm xúc phiền não, tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, kiêu ngạo của bạn sẽ gia tăng và đưa đường dẫn lối cho bạn tạo thêm ác nghiệp. Những cảm xúc phiền não này chỉ gây rắc rối, làm cho bản thân và những người xung quanh rơi vào tình trạng khó chịu. Dù có thể bạn đã biết chút ít về việc tu tập, nhưng bạn vẫn tích lũy thêm của cải vật chất và liên can với nhiều người hơn. Rốt cuộc có thể nói bạn đang thực hành những chuyện phù phiếm của thế gian này. Khởi tâm tham ái đối với những người mà bạn có cảm tình và khởi tâm sân hận đối với những người mà bạn không ưa. Và bạn tìm cách để theo đuổi những cảm xúc não phiền này. Khi đã đến chỗ này, dù có nghe nói về những pháp tu chân chánh, bạn cũng sẽ lưỡng lự và bỏ qua. Suốt kiếp luân hồi từ vô thủy cho đến ngày nay, bạn đã quen có những xúc cảm phiền não, nhưng bây giờ bạn có thêm pháp phù phiếm. Như vậy, tình trạng trở nên tệ hại hơn, làm cho bạn xa cách với những gì thật sự ích lợi hơn. Bị lôi kéo bởi sự tham muốn, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự hài lòng. Bạn không làm cho người khác hạnh phúc và chắc chắn không làm cho chính mình hạnh phúc. Khi trở nên vị kỷ hơn với những cái của mình, thì bất cứ người nào can thiệp vào cũng tức khắc trở nên mục tiêu giận dữ của bạn. Dù bạn xem trọng những người bạn thân của mình và những người thân của mình, nhưng họ không thể giúp gì cho bạn lúc sinh ra và lúc mình qua đời. Bạn ra đời một mình và rồi sẽ ra đi một mình. Nếu vào ngày bạn qua đời, một người bạn có thể đi cùng thì sự bám giữ vào bạn bè có giá trị, nhưng không thể có chuyện đó. Khi bạn tái sanh trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nếu những người bạn trong kiếp trước có thể giúp đỡ một điều gì đó thì cũng là một sự liên hệ có giá trị, nhưng sự kiện này không thể xảy ra. Vậy mà trong khoảng thời gian giữa lúc ra đời và lúc chết, kéo dài mấy chục năm, những người bạn đó là bạn của mình, anh chị em của mình. Sự chấp thủ không đúng chỗ này đã không đưa đến lợi ích gì cả, mà chỉ tạo thêm tham sân si mà thôi. Khi quá tham ái với những người mình ưa thích và cũng quá sân hận với những người mình ghét. Khi sinh ra đời, bạn không biết ai là ai hết. Dù tất cả chúng ta đều muốn có hạnh phúc và không muốn đau khổ, nhưng bạn vẫn thích một số người và nghĩ họ là bạn của mình, và ghét một số người, những người này là kẻ địch của mình. Bạn gắn nhãn hiệu và biệt danh cho họ rồi khởi tâm tham ái hoặc sân hận. Như vậy thì có giá trị gì? Không có giá trị gì cả. Vấn đề ở đây là mình dành quá nhiều năng lực cho những chuyện phù phiếm của cuộc đời này. Những giá trị tâm linh lớn lao lại bị bỏ quên trước những điều nhỏ nhen như thế. Nếu bạn không tu tập và khi sắp qua đời bạn được vây quanh với những người bạn và những người đã làm việc cùng với bạn, thay vì có một người nào đó nhắc nhở bạn về việc tu tập tâm linh, đạo đức, rõ ràng chính bạn đã mang lại sự rắc rối cho mình. Sự sai lầm này của bạn là bạn không có ý thức về vô thường. Lợi ích của tỉnh giác về giáo lý vô thường. Tuy nhiên, nếu bạn phải đợi đến giờ phút cuối mới thấm thía sự thật rằng mình sẽ chết và bạn nhận định một cách thực tế tình trạng của mình ngay bây giờ, bạn sẽ không bị chi phối bằng những mục tiêu phù phiếm nữa. Bạn sẽ không lơ đễnh với những mục tiêu quan trọng lâu dài. Bạn nên quyết định ngay từ đầu là mình sẽ chết và hãy tìm hiểu những điều giá trị thực sự. Nếu ghi nhớ là đời sống trôi qua rất nhanh, bạn sẽ trân quý thời gian và sẽ làm những gì có giá trị. Với ý thức mạnh mẽ về sự chết tất yếu sẽ đến với mình, bạn sẽ thấy mình cần phải tu tập, chuyển hóa tâm linh và không lãng phí thời giờ với những thú vui từ ăn uống đến chuyện phiếm về chiến tranh, những cuộc tình lãng mạn và về đời tư của người khác. Hết thảy chúng sanh đều muốn mình hạnh phúc và không muốn khổ đau.
chúng ta dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để giải trừ những đau khổ lớn cũng như nhỏ. Loài người chúng ta biết thực hành những phương pháp tu tập sớm trong đời của mình để tránh đau khổ về sau. Trong cuộc đời, những người có tu và những người không tu đều tìm cách giảm bớt một số nỗi khổ và giải trừ những nỗi khổ khác, có khi còn dùng sự đau đớn nhỏ làm phương tiện vượt qua đau khổ lớn và đạt được một loại hạnh phúc nào đó. Mọi người đều cố gắng loại trừ đau đớn bên ngoài, nhưng có một phương pháp khác để giải trừ đau khổ ở mức sâu xa hơn, nhắm tới việc giảm thiểu hay diệt trừ đau khổ trong những kiếp tương lai, và hơn nữa, giải trừ tất cả mọi hình thức đau khổ cho chính mình cũng như cho chúng sinh. Phương pháp này gọi là tu tập tâm linh. Những phương pháp này bao gồm sự điều chỉnh thái độ. Như vậy, về căn bản, tu tập có nghĩa là điều chỉnh tốt ý nghĩ của mình. Trong tiếng Sanskrit, tu tập tâm linh được gọi là Dhamma, nghĩa là cái nắm giữ. Điều này có nghĩa là do điều chỉnh những thái độ xấu, bạn thoát khỏi một mức khổ đau và như vậy được giữ lại khỏi sự đau khổ đó. Việc tu tập tâm linh này có công năng bảo vệ bản thân mình và người khác khỏi rơi vào hố sâu của sinh tử khổ đau. Từ việc đầu tiên hiểu tình trạng của mình trong vòng luân hồi và tìm cách giữ mình lại khỏi đau khổ, bạn truyền đạt sự chứng ngộ của mình cho người khác và phát khởi lòng từ bi, tức là nguyện cứu giúp chúng sinh thoát khổ. Dù chỉ là một sinh linh, bạn có lý do chính đáng để chọn con đường giúp đỡ nhiều sinh linh khác, nhưng cũng có một điều khác, đó là do chú tâm đến lợi ích của người khác, chính bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Có lòng từ bi, bạn sẽ bớt sự đau khổ của chính mình và gia tăng sức mạnh nội tâm. Để tôi kể cho bạn nghe về một thí dụ nhỏ. Mới đây, tôi ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tôi bị bệnh nhiễm trùng đường ruột mãn tính. Trên đường đến bệnh viện, tôi cảm thấy rất đau và đổ nhiều mồ hôi. Xe của chúng tôi đi qua khu vực núi Kênh Kênh, tức là Linh Thứ Sơn. Và ở vùng này dân làng rất nghèo. Nói chung thì Bihar là một tiểu bang nghèo, nhưng nghèo nhất là vùng này. Tôi không trông thấy một trẻ em đi học, chỉ có sự nghèo khổ và bệnh tật. Tôi nhớ rất rõ một bé trai bị bại liệt, đeo những thanh kẹp kim loại rỉ sét ở hai chân và hai tay chống nạn. Rõ ràng là không có ai trông em bé, tôi rất xúc động. Một chỗ khác, tôi thấy có một ông già ở một quán trà bên đường, chỉ mặc một mảnh vải bẩn, té xuống đất và nằm luôn ở đó chứ không có ai giúp đỡ đứng dậy. Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện. Tôi cứ nghĩ ngợi về những gì mình vừa trông thấy, suy ngẫm rằng thật đáng buồn khi ở đây tôi được nhiều người săn sóc, còn những người khốn khổ ngoài kia thì không có ai. Tôi nghĩ đến điều đó và quên đi nỗi đau của mình. Dù mồ hôi đang đổ ra, tôi chỉ nghĩ đến những người khác. Như vậy, dù thể xác của tôi chịu nhiều đau đớn, có một lỗ thủng ở đường ruột và tôi không thể ngủ được, tâm trí của tôi đã không lo sợ. Nếu tôi đã chú tâm vào bệnh tật của mình thì chỉ làm cho tình trạng tệ hại hơn mà thôi. Đây là một ví dụ từ kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi về thái độ từ bi có ích lợi cho cả bản thân, làm quên đi phần nào sự đau đớn thể xác của mình, làm bớt lo sợ dù người khác không nhận được sự lợi ích trực tiếp. Lòng từ bi giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh, và với sự can đảm đó, chúng ta sẽ an tĩnh nhẹ nhàng hơn. Khi tầm mắt rộng mở của chúng ta bao gồm cả sự thống khổ của vô số chúng sanh, thì sự đau khổ của bản thân mình có vẻ quá bé nhỏ. Người đời vui buồn trong được, mất. Được làm cho ta vui vẻ, mất làm cho ta phiền muộn, khổ đau. Trong cuộc sống với muôn vàn sai khác, chúng ta ai cũng ước mơ, mong muốn mình có được việc làm ổn định, sự nghiệp vinh hiển, công thành danh toại, có gia đình và sống hạnh phúc lâu dài. Nên khi được thì ta thích thú, vui mừng. Đến khi mất thì ta bất an, lo lắng, buồn rầu, đau khổ. Ta cho được là may mắn, là hơn, là hạnh phúc nên ta vui vẻ, mừng rỡ. Ta cho mất
là thất bại, xui rủi, nên cảm thấy phiền muộn, khổ đau. Được làm cho ta vui vẻ, mất làm cho ta phiền muộn, khổ đau. Đây là hai ngọn gió đầu trong tám gió. Hai gió này lúc nào cũng rình rập mỗi người chúng ta, không một phút giây lơ là, từ khi ta có mặt cho đến khi từ giã cõi đời. Lúc hưng thịnh, ta làm ăn xuôi chèo mát mái, phát tài hưởng lộc, ăn nên làm ra, do đó sinh tâm vui mừng, phấn khởi. Khi bị sa cơ thất thế, thua kém lỗ lã, thì lại buồn rầu, lo lắng, cảm thấy bị mất mát, đau thương, rồi sinh ra phiền muộn, đau khổ. Được thì ta vui vẻ, mất thì ta đau khổ. Được và mất là hai thứ dễ làm cho ta buồn rầu, lo lắng hay an vui hạnh phúc. Từ ngữ thịnh suy được triết lý bằng bốn cặp đối đãi nhau như hơn thua, thắng bại, lời lỗ, cuối cùng là được và mất. Bởi hơn thì được, thua thì mất, thắng thì được, bại thì mất, lời thì được, lỗ thì mất. Và giống như thế, khi mới sinh ra ta cho là được, đến khi từ giã cõi đời ta cho là mất. Hai ngọn gió được mất này luôn theo ta mãi, nhưng được thì ít mà mất thì nhiều, bởi lòng tham lam ích kỷ vô bờ bến. Khi gặp thất bại, bị thua lỗ thiệt thòi, mất mát, ta sa sút, suy sụp vì phiền muộn khổ đau xâm chiếm tâm hồn. Lúc được thời thì lên như diều gặp gió, ta cảm thấy hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc, nở mặt nở mày với ông bà cha mẹ, sung sướng hãnh diện với bạn bè người thân. Những lúc vui thú như vậy, ta cảm thấy thân tâm an lạc, nhẹ nhàng. Đến khi thất bại, tán gia bại sản, tài sản chỉ trong thoáng chốc tan thành mây khói, làm cho ta cuồng tâm loạn trí, sống dở chết dở như kẻ điên khùng, có khi còn muốn quyên sinh tự tử để chạy trốn khổ đau. Cuộc sống mưu sinh với không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, ta vật lộn với đời để tìm kế sinh nhai, chỉ để giành được một chút hy vọng mỏng manh là nhà cao cửa rộng, gia đình hạnh phúc, nên luôn cố gắng đấu tranh sống còn. Thường thì cái mất nhiều hơn sự được. Do đó, chúng ta dễ dàng sa ngã trong tối tâm, si mê mờ mịt. Nếu ta không có chút lòng tin nơi cuộc sống, không có ý chí và nghị lực, thì ta sẽ là người gục ngã trước tiên, bởi cuộc sống không đơn giản và dễ dàng như ta tưởng. Có một người họ Tái, nên người ta thường gọi là Tái ông. Một hôm, con ngựa yêu quý và tốt nhất trong nhà đi đâu mất biệt, không thấy trở về. Nghe tin hàng xóm mới đến chia buồn và nói lời an ủi. Tội nghiệp cho cụ quá, cụ là người nhân từ, phúc hậu từ xưa nay, vậy mà có con ngựa quý lại bị mất. Lúc đó, Tái ông mỉm cười nói, cũng chưa chắc như thế đâu, nhiều khi trong cái rủi đã có cái may. Vài ngày sau, con ngựa đi mất trở về và còn dắt theo con ngựa khác đẹp đẽ hơn. Khi đó hàng xóm mới đến chia mừng cùng ông. Đúng thật, cụ là người có phước, tưởng đâu mất con ngựa quý, không ngờ lại còn được thêm một con ngựa đẹp khác nữa. Lúc này Tái ông cũng cười và nói, cũng chưa hẳn như vậy, biết đâu trong cái mai lại có cái rủi thì sao? Và đúng là rủi thiệt, con trai duy nhất của ông, từ ngày có con ngựa mới đến nhà, nó vui vẻ thích thú quá nên cưỡi ngựa suốt ngày, do đó bị té gãy chân phải bó bột. Thấy vậy, hàng xóm mới đến chia buồn. Thật tội nghiệp cho cụ, cụ chỉ có đứa con trai duy nhất mà bây giờ lại bị gãy chân, chịu tàn tật suốt đời. Như vậy là trong cái may mắn lại có cái xui xẻo, phải không thưa cụ? Tái ông không vì thế mà buồn phiền, ông nói, cũng chưa chắc đâu, biết đâu trong cái rủi lại có cái may thì sao? Chừng vài tháng sau, vì có giặc giả khắp nơi nên nhà vua bắt thanh niên đi lính thú. Cậu con trai đó nhờ bị gãy chân nên được ở nhà sống với cha già trọn vẹn. Chuyện được mất là lẽ đương nhiên trong cuộc đời. Ai có đầy đủ phước duyên lắm nên mới ít gặp chuyện rủi ro xui xẻo. Người đời khi được thì sinh vui mừng, khi mất thì sinh phiền muộn, khổ đau. Chúng ta thử làm một bài toán nhân quả xem sao.
Nếu kiếp trước ta tạo ít phước báo mà gây nhiều nghiệp ác, thì cuộc sống hiện tại ta gặp nhiều gian nan trắc trở chẳng được gì. Ta muốn cuộc sống được nhiều hơn mất, thì ngay bây giờ phải biết gầy dựng từ lòng tin sâu nhân quả, phải tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm nhiều việc phước thiện. Chúng ta sống bằng tất cả tấm lòng phát xuất từ ý nghĩ cho đến lời nói mà thể hiện ra hành động chân chính, để cùng mọi người sống bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Ai đã từng có mặt trong cuộc đời mà không một lần gặp hoạn nạn hay vấp ngã, làm việc gì cũng thành công dễ dàng, thì thường sinh tâm cống cao ngã mạn, khinh khi mọi người, làm cho thế gian chán ghét, muốn lánh xa. Khi gặp hoạn nạn, mất mát, đau thương, ta mới biết cảm thông cho hai đấng sinh thành đã vì ta mà chịu khổ nhọc trăm bề. Tái ông khi lần đầu tiên mất ngựa, ai cũng nghĩ ông sẽ đau khổ, buồn rầu, nên đến để an ủi và chia buồn cùng ông. Vậy mà ông vẫn bình thản an nhiên, chẳng tỏ ra thái độ gì có vẻ buồn phiền, nên mới nói: biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Ông sống lạc quan yêu đời như thế, nên không bị hai ngọn gió được mất làm lay động tinh thần, do đó luôn sống vui vẻ, thoải mái. Tương tự như thế, khi có thêm con ngựa đẹp do con ngựa mất dắt về, ông cũng không vì thế mà hân hoan vui mừng. Chúng ta khi được thì vui, khi mất thì buồn, nên niềm vui, nỗi buồn lúc nào cũng xâm chiếm tâm hồn. Có khi chúng ta làm cho ta thất điên bát đảo, có khi làm ta cảm thấy vui mừng, thích thú. Cứ như thế, ta luôn bị hai ngọn gió được mất này làm cho vui buồn lẫn lộn. Trong cuộc sống, ai cũng thích được đầy đủ tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều. Nên khi được thì mọi người thích thú, vui vẻ, phấn khởi, hả hê, cho đó là niềm an vui, hạnh phúc. Chính vì vậy mà ai cũng mong kiếm thật nhiều tiền để hưởng thụ lạc thú, dù chúng ngắn ngủi qua mau. Khi gặp cảnh làm ăn thua lỗ, mất mát, suy sụp thì phiền não, khổ đau cứ thế chất chồng theo ngày tháng. Có những trường hợp thua lỗ mà tán gia bại sản, tan nhà nát cửa, thân bại danh liệt, sự nghiệp chẳng còn. Bao nhiêu công lao gầy dựng gần cả đời người, nhất là những nhà triệu phú, thường hay tự tử vì không đủ sức chấp nhận, chịu đựng.